Sắp đi rồi đấy. Nick đấy sắp bị khóa rồi. Không thể nào đi được. Chắc là mua đi đó. Mấy nghìn phí lại. Ra đây mà nhìn. Mấy nhiêu máy đấy chứ? 600, ra đây mà nhìn 700 và phí anh. Chào em nhá. Trời, hello Cần Nguyễn. Ra đây. Xem nào. Nhiều khi nó đẩy lạ gì đấy. Cái gì anh? Nhiều khi nó đẩy hay đẩy kiểu thế đấy. Nếu mà mình giữ được là nó sẽ lên đấy. Mày ghế chân mọi người lại đi, em lấy được buộc vào. Bình thường á. Thôi mày cứ live vui đi đã. Không, mày giờ đẩy sản phẩm lên vắt là nó tụt hết luôn đấy. Đảm bảo luôn. Bây giờ mình có muốn đi nào? Quên chiến thắng 3, được làm gì? Đúng rồi. Có muốn đi nào để mình lên cho mình một con vợ. Một con vợ. Thôi, còn mình muốn đi khác rồi. Ui, giáp bơ. Giáp bơ mi đấy à? Nói hiểu được đâu sự đời không thấu. Con mẹ à, buổi quay lại là này như 34 giây đỉnh con mẹ, buổi quay nữa, đỉnh con mẹ. Sao đáng kể?
Hết pin rồi đi ạ. Anh quay mới hết cả pin rồi cơ mà. Huy Cam chuyển nhượng rẻ nhất. Chí sẽ chiết khấu lại Vinhome Osmo 8 xe V8 V9. Mày mua cái nhà 7 tỷ thôi, mày tặng cái xe 1 tỷ 2. Thì lên là biệt thự. Mới hôm ấy chết xong nhìn. Kinh DC Media lại cắm. Cắm vít mới hay vít cũ? Cái DC Media đấy là mình đăng VOV. Còn trong này còn hai cái chưa đăng. Triple kill. Multi kill. Chưa đi lấy ven kiểu gì hôm nay kiếm cả tay. Ven được làm sao mà Stimmy, 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 stimm
Thì lịch về mà gặp mấy thằng thực tập chọc nát tay. Nó chỉ là biển mang tên, mang cái tiếng du lịch, và nó còn đồ vã thứ, nó còn đắt thờ vã cứ ra. Chỗ anh thì cứ ra chỗ biển gần quê đấy ăn uống nó rẻ hơn nhiều. Chả biết không cái này. Cái này chị ấy tính. Bọn anh mẹ ta còn chưa cưới để bọn anh cái gì á, có vừa vừa cũng bị xăm đây nhưng mà xăm nó không dính. Tháng mấy âm rồi nhỉ? Tháng 2 à? Hết này là hết này. Còn cái thì con chẳng nghĩ con là không duyên cơ. Nghĩ là cũng nên duyên đến rồi, nó đến. Nhiều khi bảo nó săn, nhưng bây giờ nhà nào cũng săn, mẹ đến thì mệt lắm. Thì cứ như ai có 12, có 12. Ồ. Nhiều quá, bây giờ muốn học thì đi học. Đi học tranh nhau khổ ấy, cứ ra rồi. Quê mỗi ngày nó kinh. Xong rồi đến khi ra cạnh tranh nhau thì còn không biết gì biết còn lộn hết. Tàu bò thấy vẫn sống khỏe có sao đâu mà. Ready, fight!
định đến bà ấy đâu, bà cũng chưa đi cưới đâu. Nói chung là bọn này nó còn trẻ con lắm. 2004, 2005 cũng biết cái đấy không? Cưới nhiều người giận dỗi nhau suốt nhưng mà bà kia. One. Okay. Triple kill. Pizza.
Chưa lên sĩ ở lại không? Không. Ôi ơi. Chắc ở lại. Cám dỗ thì đéo chịu được. Mõm rồi. Ba cả hai chắc mày cộng dồn tất cả các buổi lại với nhau thì sao ấy. Ý, tưởng cái gì mẹ mày tổng tao hôm nay tầm chục nghìn. Một nghìn hút được à? Một nghìn hút chắc nó đéo phê đâu.
nó không sao được. Dạ đâu, cho nên nó nóng là nóng hơn là tăng. Đây rồi. Đi cao cũng lên rồi. Hai view, hai view luôn. Ừ, đi cao. View không em? Em có. Nhiều cái bên sau cái ngày nay, ngày 30 quay cứ bị lưu dối thế nào nhỉ? Sáu xuồng. Có một cái ra nhất là 18 phút. Cho anh 1/3 cái chỗ của điểm cũ. Xong rồi tí bỏ đá vào là vừa. Điều không? Em có. Đây nhá.